Xuân Anh Shop xin chào các bạn. Mình vừa làm xong một chiếc xe Winnie độ LED Audi. LED Audi đổi màu theo nút nhấn các bạn nha. Và xi nhan LED chạy. Rồi mở nhanh giùm anh em ơi. Xe này làm đầu đuôi luôn các bạn, làm đầu đuôi luôn. Thì xi nhan này các bạn có thể chỉnh chậm và chỉnh nhanh tùy ý các bạn lựa chọn nha. Đó, bên đây luôn em, mở đây luôn em. Rồi ok, quá tuyệt vời luôn. Rồi em tắt nha, tắt đèn nhanh nè. Đó, đổi màu đi em, đổi màu nút nhấn đi em. Đó. Công tắc đổi màu mình làm bên gần ổ khóa. Đó, đổi màu xanh lá đó các bạn. Không giống như những bộ trước, những bộ LED Audi trước mình làm là có tính năng đạp số đổi màu. Thì hôm nay là xài nút nhấn các bạn nha. Những vị khách nào thích xài nút nhấn thì xài nút nhấn, nghĩa là nguyên ngày đó các bạn thích màu xanh lá đi, ví dụ như đi. Các bạn không thích màu xanh lá nữa, các bạn bấm một cái là nguyên ngày đó các bạn chạy một màu khác. Tỷ các bạn ha, các bạn bấm thì nó đổi màu thôi, bấm nữa đi em. Đó, bấm nữa các bạn ha, rồi xanh dương nè các bạn. Rồi, màu khác đi anh. Đó, màu vàng, màu khác nữa. Đó, màu tím hồng cực kỳ nổi luôn. À, nếu như các bạn nhìn trực tiếp ở ngoài nhìn rất là chân thật các bạn. Nhìn trong video nó có hơi lè, nè mình chỉnh nè. Cái màu ở ngoài như thế này nè các bạn, cái màu này nè, như ngoài nó tím hồng nhìn rất là đẹp luôn, mà khi mình quay video nó không có sắc nét cho lắm ha. Rồi chỉnh nó đi em ơi, bấm đổi màu đi em. Đó, xanh ngọc các bạn, xanh ngọc nè, đổi màu nữa em. Đó, màu trắng nè các bạn, màu trắng, đổi màu nữa em. Đó, màu đỏ. Thì mình cũng đã làm cái công tắc tắt đèn các bạn nha. Rồi, mở đèn chính đi em. Đó, đèn chính đi các bạn. Wow, pha. Đó, ok, ok. Rồi, tắt đi em. Rồi, để em quay đằng sau các bạn xem. Cái đuôi đằng sau nữa, làm cái đầu đằng hậu nữa. Xe này, vị khách này mua chưa lấy biển số luôn các bạn. Rồi đây nè các bạn, đổi màu đi em, đổi màu đi em. Đó, làm hai, làm một cặp như thế này thôi. Xanh lá nè các bạn, xanh lá nè ha. Đó, xanh lá nè. Rồi em bấm đổi màu đi em. Đó, màu xanh dương, đẹp rất là đẹp luôn. Xi nhan các em ơi, xi nhan các em. Đó, xi nhan nó sẽ chạy màu vàng các bạn. Các bạn thấy không, nhan chạy màu vàng nè các bạn ha. Đó, ok, tắt nhan đi em. Rồi em đổi màu nữa đi em. À, màu vàng, rồi đổi màu nữa em. Đó, màu tím, đơn giản nhưng mà rất là chất luôn các bạn. Đổi màu nữa em. Đó, xanh ngọc, cùng chiếc xe này luôn, xem xanh ngọc các bạn nha. Rồi đổi màu đi em. Màu trắng các bạn ha, trắng nè. Rồi nữa đi em. Rồi về màu đỏ lại, bình thường lại. Ok, quá tuyệt vời luôn. Rồi, bật nhanh đây luôn em. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, chiếc Winnie này tâm điểm đầu tiên khi các bạn, các anh em mua xe thì phải đổi lại cái xi nhan nó. Đó các bạn, phải đổi lại xi nhan. Thì nhiều nơi cho ra những cái phiên bản đổi xi nhan cũng ok đó các bạn. Nhưng mà phiên bản như bên mình thì cũng rất là chất các bạn nha. Đó, ok quá tuyệt vời luôn. Khi mình kết hợp vào trong đây là nguyên cái hình chữ Y nè các bạn. Nó rất là, nhìn rất là hài hòa luôn các bạn. Mở đèn sương mù lên. Đó, đây cái bộ lên đó, ok các bạn thấy không, tắt nhanh đi đó, rất là hài hà luôn các bạn ha, các bạn thấy không, nhìn nó rất là chất luôn, cái màu rất là chất. Nếu như cái ở bên ngoài các bạn nhìn thế này nè các bạn, nhìn như thế này nè các bạn ha, đó nhìn giống như là rất là ngầu luôn các bạn đó. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Đó, các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ cửa hàng mình nha, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú ha. Số điện thoại là 0963574901. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cảm ơn rất là nhiều ạ.